Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lốc của Hải. Nội dung trong video này thì mình sẽ cập nhật thông tin về cái thằng Celia nha các bạn, cái sàn Celia nha. Hiện tại thì cái thằng Celia đã thông báo cho chúng ta là có hơn 10,6 triệu. Đó là cái đồng Celia trong tổng số 60 triệu đã được phân phối airdrop nha các bạn, tức là đã được chúng ta khai thác đó. Tức là hiện tại chúng ta đã khai thác hơn 1/6 số lượng mà token mà nó cho chúng ta airdrop miễn phí nha các bạn. Và nó kêu là các bạn là hãy tiếp tục xây dựng cộng đồng của chúng ta và mở rộng thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở châu Phi. Đây là các bạn nè, thấy cái phương châm của nó không các bạn? Cái mục đích của nó là sẽ trở thành một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất châu Phi nha các bạn. Cho nên đây là một cái mà cái sàn rất là tham vọng nha các bạn. Rồi và bây giờ các bạn vào cái app Celia nha. Rồi đầu tiên thì các bạn vào cái app Celia, mà nếu mà các bạn đăng nhập vào nó là tiếng Anh á, các bạn bấm vào cái góc trên đây nè, các bạn đổi cho mình thành tiếng Việt nha. Đây, đổi thành tiếng Việt để chúng ta dễ sử dụng nha các bạn. Thì cái thằng này khai thác cũng đơn giản thôi các bạn. Thì cứ sau 24 giờ các bạn vào, các bạn bấm vào cái chữ mà đào Celia nè. Ở trên đây có chữ đào nè, các bạn bấm đào Celia thì nó sẽ tự động khai thác sau 24 giờ nha các bạn. Đây là nó sẽ hiện thời gian nha các bạn. Và hiện tại thì đây là gọi là cái sàn Celia nha các bạn, nhưng mà chúng ta khai thác là chúng ta khai thác cái đồng CLT nha. CLT là một trong những cái thằng token của cái sàn Celia nha các bạn. Rồi các bạn có thể bấm vào dấu ba gạch nè, ở đây thì nó có cái thông tin nè các bạn nè, các bạn bấm vào cái phần FAQ nè, tức là những câu hỏi về cái thằng Celia nha các bạn. Các bạn có thể vào đây để mà đọc những câu hỏi nha. Ví dụ như là Celia là gì nè, Celia là một sàn giao dịch tiền điện tử nè, cam kết cung cấp một nền tảng an toàn và thân thiện với người dùng để mà mua bán giao dịch tiền tài sản kỹ thuật số nha các bạn. Rồi cái token CLT là cái gì? Thì token CLT là một cái token tiện ích cung cấp năng lượng cho cái sàn giao dịch Celia. Nói chung các bạn qua đây các bạn đọc nha. Đây là tôi có thể làm KIC khi nào? Đây là KIC sẽ được thực hiện ngay khi mà kết thúc giai đoạn khai thác. Tức là hiện tại là chúng ta đã khai thác được 1/6 chặng đường và 1/6 số lượng CLT đã được khai thác nha các bạn. Và khi mà chúng ta tất cả chúng ta khai thác hết 60 triệu cái đồng CLT thì nó sẽ tiến hành KIC nha các bạn. Nói chung chừng nào khai thác hết 60 triệu CLT thì nó sẽ cho chúng ta đó là KIC nha các bạn. KIC thì có khó hay không? Thì KIC là quá trình đơn giản, chỉ yêu cầu một bức ảnh chụp tự sướng và một giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp là được nha các bạn. Rồi thì các bạn có thể mà đi mời bạn bè để tăng tốc độ khai thác nha các bạn. Và để mời bạn bè các bạn bấm vào dấu ba gạch nè, ở đây có cái mà chữ giới thiệu nè các bạn, các bạn bấm vào nha. Thì ở đây các bạn có cái mà phía dưới nè, có cái đường link nè, các bạn có thể copy cái đường link này để mà đi chia sẻ cho bạn bè nha các bạn. Các bạn có thể là sao chép vào bộ nhớ tạm nè, rồi các bạn lấy đường link này các bạn đi giới thiệu bạn bè nha, để tăng tốc độ khai thác nha các bạn. Và cái tổng cung của thằng CLT này là 20 triệu nha các bạn, và nó cho chúng ta đó là airdrop miễn phí đó là 60 triệu nha. Rồi làm thế nào để tôi có thể mua được CLT này các bạn? Là hiện tại thì CLT chưa có bán, nhưng bán công khai sẽ bắt đầu sau khi mà kết thúc giai đoạn khai thác nha các bạn. Tức là sau khi chúng ta khai thác xong airdrop miễn phí thì nó sẽ bán nha. Rồi tiếp theo đó là giá CLT hiện tại là bao nhiêu? Thì giá hiện tại của một CLT là 0.06 đô la nha các bạn. Các bạn thấy không, một đồng coin mà nó chưa được lên sàn mà đã có giá 0.06 rồi. Thì hiện tại nó cho chúng ta khai thác miễn phí thì chúng ta không nên bỏ qua nha. Rồi tiếp theo đó là tôi có thể bán token của CLT được hay không? Thì giao dịch và trao đổi Celia token đó sẽ được cung cấp sau khi mà cái sàn giao dịch Celia được ra mắt và niêm yết công khai trên các sàn giao dịch khác nha các bạn. Hiện tại thì chưa nha. Rồi tiếp theo đó là mỗi một ngày tôi có thể đào được bao nhiêu CLT? Đó là mỗi người dùng có thể đào được 0.5 CLT trong 24 giờ. Tức là sau 24 giờ các bạn bật cái tia sáng một lần thì các bạn được 0.5 CLT nha. Các bạn mời bạn bè thì các bạn sẽ được tốc độ cao hơn nha các bạn. Rồi, tại sao chỉ có 0.5 CLT? Thì cung cấp CLT bị giới hạn bởi 200 triệu và để khuyến khích sự lan rộng, chúng tôi sẽ giới hạn mỗi người dùng có thể đào 0.5 CLT trong 24 giờ. Làm sao để mà tăng sức mạnh đào của tôi là các bạn? Thì nó nói là mỗi người dùng có thể mà đào thêm 0.2 CLT cho mỗi người giới thiệu của chúng ta. Ví dụ các bạn đi mời bạn bè thì nếu mà các bạn mời được một người bạn mà người bạn của các bạn khai thác thường xuyên thì mỗi một ngày chúng ta sẽ tăng thêm 0.2 CLT nha các bạn. Khi nào sẽ kết thúc đó là đào CLT? Thì cái việc đào CLT sẽ dừng lại khi mà tổng số CLT được cấp phát để mà đào tiền được tiêu thụ hết, tức là 60 triệu CLT nha các bạn. Hiện tại chúng ta đã đào được hơn 10 triệu rưỡi rồi các bạn à. Như vậy là chúng ta có thể hiểu cơ bản về cái thằng CLT này như sau. Đó là sau 24 giờ chúng ta vào kích để cho nó tự động khai thác một lần, và tổng cộng của nó là 200 triệu CLT và chúng ta được khai thác miễn phí 60 triệu CLT, và chúng ta khai thác mỗi một ngày tốc độ cơ bản là 0.5 CLT, và chúng ta mời bạn bè đó là mời một người bạn chúng ta sẽ cộng thêm 0.2 CLT cho một người khai thác nha các bạn. Và sau 24 giờ chúng ta vào bấm cái chữ đào CLT là chúng ta được khai thác nha các bạn. Rồi và nếu bạn nào chưa biết đến CLT và cũng chưa đăng ký để mà khai thác cái thằng CLT thì mình sẽ để đường link đăng ký cũng như là video hướng dẫn đăng ký bên dưới phần bình luận nha. Đây là một cái sàn giao dịch các bạn không nên bỏ qua nha. Thứ nhất là coi sàn các bạn, coi sàn là coi ví là chúng ta không nên bỏ qua nha các bạn. Rồi video chia sẻ của mình ở đây đã kết thúc và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và quả chuông bên cạnh để đón xem những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.